luôn đi đầu với những loại sản phẩm dưỡng da chuyên dành cho những loại da đang gặp vấn đề hoặc da nhạy cảm. La Roche-Posay cho ra mắt rất nhiều dòng sản phẩm với hiệu quả mang lại tốt, được đánh giá cao. Trong đó, dòng sữa chống nắng cũng là một dòng sản phẩm được nhiều người tin tưởng và sử dụng, trở nên nổi tiếng và phổ biến trên thị trường. Hãy cùng shop mình tìm hiểu thêm về dòng sữa chống nắng nhà La Roche-Posay này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Hiện nay, trên thị trường đang hot 4 loại sữa chống nắng La Roche-Posay được chị em săn đón nhiều nhất. Đầu tiên là sữa chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL Tinted Fluid Ultra Light với kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, khô giáo, dễ thẩm thấu vào da mà không để lại vệt trắng hay nhờn dít cho da. Đồng thời, em này giúp bảo vệ da hiệu quả trước những tác nhân gây hại từ ánh nắng, như tia UV bằng cách tạo lớp lọc bên dưới da. Ngoài ra, sản phẩm còn giúp dưỡng ẩm da, kiềm dầu hiệu quả mà da vẫn đủ độ ẩm, tái tạo và phục hồi làn da hư tổn. Tiếp theo là sữa chống nắng La Roche-Posay Anthelios XL Fluid Ultra Light với kết cấu chất lỏng, mỏng nhẹ, không bị vón cục khi tán, tạo cảm giác nhẹ nhàng, dễ tán trên da, phù hợp với da dầu và da hỗn hợp thiên dầu. Nổi bật của em này là tạo ra một lớp màn chống nắng hiệu quả với những thành phần lành tính, an toàn cho da. Chống mồ hôi và chống thấm nước tốt, cho bạn tự tin vận động với những hoạt động ngoài trời mà không tạo cảm giác bí bách da đấy nhé. Sữa chống nắng La Roche-Posay Anthelios Pocket cũng là một trong những dòng được chị em lựa chọn nhiều nhất hiện nay, với kết cấu dạng kem lỏng khả năng thẩm thấu vào da tương đối nhanh, không hề gây bết dính mà lại rất khô thoáng nhé. Đặc biệt không để lại vệt trắng bạch trên da. Cuối cùng là sữa chống nắng La Roche Posay Anthelios XL Lotion Comfort với màng lọc mesoplex độc quyền, giúp chống nắng và ngăn ngừa tia UVB UVA hiệu quả. Từ đó bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng như bỏng rát, kích ứng với ánh nắng và lão hóa da do tia UV gây ra. Bên trên là bốn loại sữa chống nắng nhà La Roche Posay được chị em lựa chọn mua nhiều nhất nhé. Kem chống nắng La Roche-Posay hiệu quả tốt nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem chống nắng La Roche-Posay hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.